Vâng, mến chào các bạn. Thì trong những video trước mình đã chia sẻ các bạn cách để thiết kế một website, một podcast và những cái website bằng những cái giao diện của podcast và giao diện bên ngoài. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn một cái giao diện khác nữa của trang web. Đó là một giao diện landing page. Khung của podcast, còn trang landing thì nó sẽ độc lập riêng tư. Đó, bạn nhìn trang trí nó rất là đẹp, giống như những cái này nè, đó, những cái biểu tượng hay là những cái đoạn dưới Facebook nhìn cũng rất lịch sự. Làm sao làm được những cái trang thế này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn. Giống như những cái trang web khác thì bạn phải có một cái tên miền và một cái phát tin. Để làm gì? Để bạn, thứ nhất, cái tên miền là để người ta tìm tới bạn, hoặc phát tin là cái này để chứa. Giống như bạn phải có một cái địa chỉ nhà, và cái nhà bạn muốn được phải có một cái mảnh đất để các bạn mới xây được cái nhà. Đó, thì hot tên nó giống như vậy đó, cho nên bạn phải có một hot tên cho tên miền. Thì để mình sẽ giới thiệu qua cái giao diện của thằng Info Reader 2.0, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua tên miền. Thì mình đã hướng dẫn trong những video trước rồi, đây đó, hướng dẫn mua tên miền, hướng dẫn cách nói tên miền, hướng dẫn mua hot tên. Đó, thì cũng có bài giảng của cái web là của Thân Nguyễn nè, gọi cái danh sách là hướng dẫn thiết kế website. Đó, thì mình sẽ làm những cái chủ video này, mình sẽ vào xem để mình hướng dẫn bạn luôn không mau. Đây thì là cái giao diện của Interburger để các bạn làm ra cái trang web như thế này. Website, các bạn sẽ vào trình duyệt, các bạn sẽ gõ là nguyenthan.com/tên miền thì sẽ ra cái giao diện cái tên miền mà giá rẻ mình đã giới thiệu chia sẻ đến các bạn trên website. Đó, đây là tên miền của thằng Nam Chết. Thì để mua được tên miền thì các bạn sẽ gõ vào đây tìm kiếm. Đó, xong các bạn sẽ vào đăng ký tài khoản để các bạn mua. Thì các bạn sẽ gõ vào, giả sử như mình sẽ gõ vào là kiếm tiền online đi. Thì các bạn sẽ tìm kiếm. Thì sẽ có là kiếm tiền online.com và những cái tên khác nữa, tùy theo mỗi cái mọi giá khác nhau. Đó, thì các bạn muốn kiếm tiền online.com thì các bạn sẽ đặt hàng, tại vì tên này có người mua rồi. Đó, còn những tên khác thì các bạn sẽ xuống kiếm đây. Giả sử như chấm like thì nó sẽ 8,8 đô một năm, chấm wiki thì nó sẽ là 8,8 luôn, và chấm dixin thì nó sẽ là 17. Đó, chấm oi 32. Đó, thì theo mỗi tên miền nó giá khác nhau. Thì mình đã chia sẻ các bạn là các tên miền giá là 0,88 đô. Đó, tùy theo chấm. Giả sử như mình chọn chấm US thử xem nha. Chấm mi thì nó sẽ là 3,88 đô một năm đầu, và năm thứ hai nó sẽ là 18,99 đô. Đó, thì các bạn mới mua mới làm website thì các bạn nên chọn những cái tên miền giá rẻ thôi, hoặc là các bạn nếu có điều kiện thì các bạn sẽ chọn trước. Nếu bạn định hướng tương lai mà bạn làm lâu dài á, thì bạn sẽ chọn những cái tên miền mà nó gọi là .com hay .us đó. Tại vì nói chung cái chấm không quan trọng, quan trọng là các bạn sẽ bước vào cái con đường kiếm tiền online để định hướng và các bạn sẽ chọn như thế nào. Sử như mình chọn cái 3,88 đi. Đó, thì mình sẽ thêm vào chỗ hàng, chọn cái này. Đó, thì nó sẽ ra cái thông tin đây. Các bạn sẽ bấm vào đây để tiếp tục. Rồi, hỏi bạn là mua 1 năm hay là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó. Đó, thì 1 năm là 3,88. Rồi các bạn bấm vào xác nhận. Nếu bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm vào đây đăng ký, còn bạn có tài khoản rồi thì bạn bấm vào đăng nhập thôi. Đó, giả sử như tên bạn nè, mật khẩu, tên đăng nhập nha, giống như là username, adname, rồi password, đặt lại password tên đầu tiên, họ, địa chỉ email, tạo tài khoản tiếp theo. Đó, thì để mình sẽ thí nghiệm cho bạn xem một cái tài khoản luôn. Giả sử mình Thân Nguyễn 01 đi. Đó, rồi mình sẽ đăng ký lại đi nha. Rồi các bạn lập lại mật khẩu. Rồi tên của bạn, giả sử như mình Bí Việt Thăng đi. Bí Việt Thăng. Rồi, cái email của bạn là gì? Đó, mình sẽ điền vào. Đó, là xong. Các bạn bấm vào tạo tài khoản. Rồi các bạn bấm đồng ý và đăng ký tài khoản. Sẽ trông cho các bạn là những cái chữ thường thôi. Đó, đó đây là xong cái bước mà đăng ký một cái tài khoản. thì cái tiếp là các bạn sẽ ấn tiếp tục thanh toán. Yêu cầu các bạn sẽ điền cái địa chỉ của các bạn. Nó sẽ như tỉnh nào, sẽ mình ở Bình Dương đi. Cái code mình là 820.000. Đó, ở Bình Dương cái gì đó bạn. Thì cái này nó không cho viết hoa nên các bạn viết bình thường. Không cho viết có dấu chứ. Rồi đây thủ giờ 1 đi. Dương thành phố Thủ Dầu Một các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn cái số điện thoại của bạn, sẽ như bạn sẽ chọn cái Việt Nam của mình là +84 các bạn. Rồi bạn sẽ điền vào số, sẽ như 99 55 77 258. Số phát nếu có rồi. Rồi còn thiếu gì nữa đây, cái dòng địa chỉ ngoài chậm nè, số 2 được số 10 không số 1 đó. Này sẽ không cho có dấu thì các bạn sẽ điền không dấu. Đây là mình quậy nên mình điện nó không lấy nha. Thì các bạn là điền thì nên điền chữ hoa chữ thường cho nó hợp lệ xíu đó. Thì cái tên thì cũng vậy, không có cho mình chứ có dấu. Thì các bạn sẽ bấm không dấu thôi đó, hợp lệ hết rồi đó. Cái địa chỉ này dài quá nên yêu cầu các bạn hãy chia ra hai dòng đó. Sẽ như cái này là nó sẽ cắt xuống dưới đây nha. Đó rồi nhảy thôi các bạn. Rồi không hợp lệ hả, mình sẽ bỏ đi. Rồi đó, ok đó các bạn. Mình sẽ bấm vào tiếp tục. Mình sẽ bấm vào sẽ như công ty đi. Ví dụ là nó không cần thiết rồi đó các bạn. Rồi bấm vào đăng ký tiếp tục. Rồi nó ra duyệt cái địa chỉ rồi thì các bạn sẽ bấm vào tiếp tục. Cái này mới bước quan trọng các bạn. Các bạn sẽ bấm vào chọn hình thức là thanh toán như thế nào. Tài sĩ mình chọn hình thức là thanh toán bằng PayPal đi, nó dễ. Đó. Rồi các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi các bạn sẽ bấm vào check out with. Đó. Thì yêu cầu các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản PayPal. Giả sử mình đăng nhập tài khoản PayPal Thân Nguyễn luôn đi. Rồi mình bấm vào. Thì vô tài khoản này mình không có tiền, cho nên nó đòi hỏi các bạn là phải đòi hỏi các bạn là phải thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Mastercard. Đó, điền thông tin vào thì các bạn có tiền đó, thì nó sẽ hiển thị lên và khi mà thanh toán thôi. Đó, kêu thêm vào. Rồi bước này các bạn bấm vào là xong. Ok, thì giống như cái thanh toán bên mua cái hosting gì đó, hosting mình đã hướng dẫn các bạn rồi, thì cái này mình sẽ không hướng dẫn cái bước cuối cùng, thì giống như cái video trước thôi, cái video sau này nè, hướng dẫn mua hosting đó, thì thanh toán rồi nó sẽ gửi cho bạn một cái hóa đơn, thì các bạn sẽ đấy thôi, sẽ như nem chết thì đó. Đó, đây là cái tên miền mình đã mua rồi, cái giá là 0,88 đô nè bạn. Thì thanh toán rồi nó sẽ gửi các bạn cái này, và các bạn chỉ việc là đăng nhập vào cái tài khoản để liên kết với cái thằng hosting thôi. Rồi video mình các bạn sẽ gọi là nguyenthan.com hosting, thì tên miền cũng vậy, các bạn vào gõ nguyenthan.com hoặc tên miền mình sẽ ra đây nguyenthan.com/hosting. Thì sẽ ra cái giao diện của thằng hotbot, thì này giảm giá là còn 2,24 đô một tháng, thì bạn bắt đầu vào. Cái giá này là giá này để nó quảng cáo thôi, thật sự thì các bạn vào đăng ký nó sẽ dao động từ hơn 3 đô tới 5 đô. Thì bạn sẽ vào gõ cái tên miền để các bạn chọn, nếu các bạn có tên miền rồi thì các bạn sẽ gõ vào đây, thì các bạn sẽ gõ cái tên miền của bạn vào, nó sẽ như đi bịt thằng.us. Rồi các bạn sẽ sử dụng nhầm và sẽ chấm web ra bên đây. Đó, rất rõ ràng các bạn, các bạn gõ tên miền vào đây rồi chấm các bạn gõ bên đây, thì bạn bấm sử dụng. Đó, thì nó hiện lên cái bảng để thanh toán, thì các bạn sẽ bấm vào tiếp tục. Đó, thì nó lưu lượng là 10GB, dung lượng lưu đĩa không giới hạn, thì các bạn có thể tạo nhiều website khác nhau. Thì các bạn sẽ chọn cái mức giả sử như 1 năm thì sẽ giảm còn 3,99, 2 năm thì giảm còn 2,99 đô. Đó, thì các bạn có thể chọn thêm những cái tiện ích này. Đây mình giả sử như mình mua 1 tháng thôi, thì các bạn bấm vào tiếp tục. Thì hiện nay nó đang khuyến mãi là 25% theo định kỳ. Nếu các bạn mua 1 năm, 2 năm thì nó sẽ giá giảm rất là cao các bạn. Rồi các bạn sẽ bấm vào kiểm tra. Rồi các bạn sẽ điền cái thông tin của bạn vào để đăng ký. Các bạn chưa có thông tin thì các bạn giả sử như mình bấm là ăn đi, em là Nguyễn. Đó, email. Đó, ví dụ thế đi. Rồi số điện thoại của bạn. Rồi những cái này các bạn có thể điền thông tin thanh toán, thành phố, thì bạn có thể dịch thành tiếng Việt để cho dễ nhìn nè. Cái này nó dịch cũng không rõ hả, thì để em dịch lại. Đây, cái này là cái địa chỉ về thành phố của bạn. Cái này là cái mã bưu điện đó, bạn sẽ điền đầy đủ. Sử như cái này là ở bạn sẽ chọn cái server nó đâu thì các bạn nên chọn là ở Hồng Kông thì sẽ tốt hơn server Việt Nam. Cái chọn đại đi rồi sau này bạn sửa làm được. Mình sẽ chọn tại vì những cái dịch nó mình không có rành tiếng Anh nên nó dịch cũng hay đây cô đi đó. Rồi tên phố bạn sẽ ở Bình Dương gì đó. Đó thì các bạn bấm vào. Thì các bạn lệnh rồi thì các bạn nó sẽ lưu. Thì làm thế nào để tìm thấy bạn? Thì bạn sẽ chọn một cái rồi bạn sẽ điền vào cái mẫu đăng ký rồi chọn password rồi các bạn sẽ chọn phương thức thanh toán, thì chỉ thanh toán tín dụng PayPal hay là eBay, Bitcoin, tiền mặt đó. Tín dụng thì bạn điền vào đây, quay vào các bạn bấm vào đây đó. Xong khi mà đăng ký tài khoản xong thì nó xác nhận các bạn rồi, xong các bạn sẽ trở vô là đăng nhập. Rồi các bạn bấm vào đăng nhập nha. Đây mình sẽ bấm vào đăng nhập đi. Bạn sẽ nhập cái địa chỉ email nè, thứ hai là mật khẩu đó, thì nó sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của nó. Thì các bạn sẽ tiến hành thanh toán. Hiện tại mình đang sử dụng một cái server. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái giao diện của nó nha. Đây, mình sẽ như vô nguyenthan.com sẽ hosting. Thì mình sẽ mua một cái thử nghiệm cho bạn xem để các bạn biết cách mua cái hosting như thế nào. Thì bắt đầu thì các bạn sẽ bấm vào bắt đầu đây. Rồi các bạn sẽ bấm sử như mình bấm tên là anh mua đó, tí Việt Thăng chấm thì các bạn sẽ kêu gọi được. Cái này cái tên miền các bạn sẽ chọn là tên miền có sẵn, các bạn sẽ bấm vào cái tên là tên miền của bạn mua rồi nha. Mua mình hướng dẫn các bạn mua tên miền rồi đó, US hay chấm gì đó quan trọng và muốn sử dụng đó. Thì bước này nãy mình hướng dẫn rồi thì các bạn sẽ bấm chữ tiếp tục. Rồi trả khuyến mãi 25% thì các bạn phải bấm kiểm tra. Rồi các bạn sẽ chọn hình thức thanh toán. Thì đây tại mình đã để mình đăng nhập rồi, cho nên mình sẽ chọn hình thức thanh toán là PayPal. Thì bạn là đây, để mình sẽ chụp ảnh lại để sau này mình đưa lên website cho các bạn tham khảo thêm. Đó. Rồi mình sẽ bấm vào kết thúc đặt hàng để tiến hành thanh toán. Đó, bạn sẽ chọn là check out hay là subscribe out. Check out là các bạn đăng ký vào, các bạn có tài khoản rồi thì chọn thế này. Đó, nó gửi một cái hóa đơn cho các bạn nè. Đó, rồi email kiểm tra. Đó, hóa đơn là 3,4 mấy đồng. Một hóa đơn mới đó là 3,74 đồng. Rồi thì các bạn sẽ đọc email và sẽ tiến hành thanh toán theo đường link này. Thì mình sẽ trở ra đây, chụp ảnh này luôn đi. Đó. Có email rồi bạn chụp lại, rồi bạn sẽ mở cái hóa đơn của nó ra, bạn sẽ chụp lại rồi xong, các bạn sẽ trở ra cái giao diện của nó. Các bạn sẽ chọn thức là cách subscribe cũng được. Đó, rồi các bạn sẽ bấm tiếp. Đây, mình xin việc cho bạn xem nha. Đăng ký bằng tài khoản ghi nợ hoặc thẻ tín dụng theo PayPal kiểm tra. Rồi thì cái tiếp là các bạn sẽ đăng nhập vào PayPal. Nếu bạn chưa có PayPal thì các bạn sẽ bấm vào đăng ký tạo tài khoản. Còn bạn có rồi thì các bạn sẽ bấm vào đăng nhập, điền địa chỉ email, mật khẩu. Thì sau đó các bạn sẽ bấm vào đăng nhập. Cái head code này rất là hay khi mà các bạn không sử dụng trong thời gian mà một tháng, mà bạn sử dụng tới tháng thì các bạn hủy thì nó có sẽ trả tiền cho các bạn. Đó, thì các bạn bấm đồng ý thanh toán, rồi bấm đồng ý thanh toán. Nếu tài khoản các bạn không có thì các bạn sẽ sử dụng thẻ Mastercard. Thì mình sẽ có một video hướng dẫn các bạn làm một cái thẻ Mastercard online của Bangladesh rất là hay. Đó, sau khi thanh toán xong thì nó có giao diện hóa đơn như thế này. Đó, đã hoàn thành đó, đã thanh toán 3,74 đô. Đó, thì nó sẽ gửi đến cho bạn một cái địa chỉ email tiếp. Vì lúc nãy mình đã tắt cái mail rồi thì bây giờ mình mở mail lại. Thì các bạn sẽ vào cái email kiểm tra, kiểm chứng là cái hóa đơn mình đã thanh toán rồi. Đó, thứ nhất là hóa đơn của thằng Hackcode nè. Chụp qua lần lại, bạn đã thanh toán rồi xong, mình sẽ ra mình cái PayPal của mình cũng thông báo. Đó, sẽ chuyển cho kênh này. Đó là bằng chứng rồi, đó là đã xác nhận rồi có thể mất tất cả của mình. Đó, thế thôi, thế là xong. Thì các bạn chờ nó cái việc nữa thì nó sẽ gửi cho các bạn cái cái thông tin để các bạn đăng nhập vào cái hot tin. Vâng, thì sau khi đã mua tên miền và hot tin thì bạn sẽ trở lại đăng nhập với tên miền và hot tin. Thì trước tiên mình sẽ đăng nhập vào cái domain tên miền. Thì do đây mình cài mã bảo mật cho nên nó sẽ đòi hỏi là sẽ gửi mã bảo mật tới, và mình sẽ nhập vô để kích hoạt. Và là bảo mật 2 lớp các bạn. Đây ví dụ như cái website nguyenthan.com nè. Đó. Thì đây là cái tên miền và cái chứa cái website này gọi là hot tin. Cái tên miền giống như cái địa chỉ nhà đó. Thì bạn muốn xây nhà thì bạn có nhà rồi, nhưng phải có địa chỉ thì người ta biết đường để kiếm bạn. Đó. Thì sau khi đã mua cái tên miền và hot tin thì bạn sẽ vào để kiểm tra cái email bạn đã đăng ký cái hot tin, thì nó sẽ gửi đến cho bạn một email đó là hot. Thì bạn vào đây kiểm tra, hộp thư đến đây mình có thể dịch sang tiếng Việt để cho bạn dễ hiểu. Thì kính chào ông, thì ông đã mua cái này với số tiền là 3,74 đô một tháng, đó là thanh toán hàng tháng. Tên miền của ông là nguyenthan.com và tên đăng nhập của ông là Nguyễn19 và mật khẩu này. Đó thì ông sẽ chia sẻ cái IP này đến cái tên miền để nó sẽ kết nối nhau. Thì đây là Never server 1 và Never server 2. Thì bạn sẽ copy hai dòng này bạn qua cái tên miền. Rồi sau khi đã đăng nhập vào thì bạn sẽ kéo lên chỗ máy chủ định danh nè. Đó, bạn sẽ bấm vào đây và bạn sẽ bấm là put DNS. Đó, bạn sẽ dán hai địa chỉ đó vào đây. Rồi, để thuận tiện hơn thì bạn nên copy dán chính xác hơn. Rồi sau bạn đánh vào chữ sai chính tả rồi nó khó. Đó, cũng đơn giản thôi. Đó, bạn dán vào đây. Rồi bạn sẽ click vào dấu màu xanh này là ok. Đó, cho cái này mình đã sử dụng rồi cho nên mình không có click nữa. Thì bạn click vào đây là ok, mình sẽ mắc cái dấu màu đỏ này đi. Rồi thì sau khi chờ đợi khoảng 30 phút thì sẽ kết nối tên miền và hot tin. Thì bạn cũng tiếp tục trở lại với cái email để đăng nhập vào cái quản trị của cái hot tin. Thì đây là cái đường link đây tạm control paper nè, bạn click vào đây thì sẽ ra giao diện này. Đó rồi bạn sẽ lấy cái tên đăng nhập gửi đến cho các bạn. Đây cái tên đăng nhập là cái này. Đó copy, còn này là mật khẩu đăng nhập. Đó bạn copy dán vào đây. Rồi mình sẽ đăng nhập. Sau khi dán vào xong mình sẽ đăng nhập. Đó, đăng nhập hoàn thành. Thì mình sẽ giới thiệu sơ lược cho các bạn. Đây là cái tên miền của bạn nè. Đó, đây chuyển hướng tên miền. Thì cái việc trong video này mình chỉ không quan tâm đến vấn đề đó, mình chỉ quan tâm là mình sẽ đưa cái vật ghét vô cái tên miền và cái hot tin để nó có một cái giao diện website. Thì giáo trình thiết kế web này nó đơn giản hơn những người khác là họ phải tải cái WordPress về giải nén rồi họ upload lên server. Ở đây nó có sẵn luôn, bạn vô cái hot tin này nó sẽ có đầy đủ chức năng của một cái website đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Đó thì bạn bấm vào WordPress. Rồi bạn sẽ chọn giao diện là bạn bấm sẽ cài đặt ngay. đó. Thì bạn sẽ điền cái tên miền đó. Rồi bạn sẽ chọn tên miền bạn vừa mua. Rồi bạn bấm bỏ cái chữ này đi nha, để cho nó đẹp. Rồi tên web thì bạn có thể chọn lại cũng được. Rồi mình giả sử bấm Thân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đi đó cho nó mạnh. Rồi bạn sẽ bấm chữ là dựng lên, thì nếu không báo lỗi thì nó sẽ chạy luôn, không báo lỗi thì bạn sẽ quay lại chỉnh cái lỗi xíu đó. Thì đã hoàn thành thì bạn sẽ bấm, sau khi nó đã chấp nhận rồi bạn sẽ bấm vào đây để quản trị, thì bạn sẽ chờ khoảng 30 phút thì nó sẽ xong. Thì bạn sẽ bấm vào quản trị. Đây thì nó sẽ ra giao diện giống như thế này. Rồi bạn sẽ bấm vào tên đăng nhập lúc nãy bạn cho là admin và mật khẩu của bạn. Rồi bạn sẽ bấm vào đăng nhập. Thì công việc kế tiếp của mình là sẽ chọn một chủ đề, gọi là một cái giao diện đó bạn. Đó, thì bạn chọn một cái áo trước. Thì giao diện nó có rất nhiều giao diện, bạn có thể thêm giao diện mới nè, và những giao diện đã chọn sẵn. Thì đây mình đã chọn một cái giao diện này. Đó, đây cái xe này, đó là cái giao diện của nó. Thì bạn có thể lấy giao diện này bằng cách là các bạn sẽ vào thêm mới nè, bạn sẽ kiếm cái tên là Billy Mac đó. Bạn kiếm giao diện đó, rồi bạn sẽ bấm vào sự cài đặt là nó sẽ hiện lên đó. Mình sẽ trả lại giao diện đó, mình bấm vào kích hoạt. Rồi xong, đó là một cái giao diện lúc đầu. Đây giao diện này hiện lên đó, nó sẽ ra website thế này. Thì bước đầu thì bạn chưa có biết bài gì thì nó sẽ chưa có thế này đó. Thì các bạn sẽ biết bài viết đâu, thì biết bài viết thế nào thì trong video kế tiếp mình sẽ chia sẻ với bạn cách để các bạn viết bài. Vâng, sau khi chúng ta đã có tên miền, có hết tin và kết nối tên miền hết tin, mình sẽ quản trị của blogger, quản trị của website đã động. Thì cái giao diện thế này, nhưng mà lúc đầu thì các bạn chưa có Interburger đâu đó, các bạn chưa có này. Thì có hai cách để các bạn có thể là tạo trang Interburger này. Thì thứ nhất là các bạn sẽ tải trực tiếp, các bạn vào Win nè đó, rồi đặt Win mới. Rồi các bạn sẽ cắt gói mở rộng đó, các bạn sẽ tải lên đó. Đây cái này nó không có trong giao diện của Google thì bạn sẽ tải lên. Thì cái Interburger này mình sẽ để dưới phần mô tả video để tặng cho các bạn đó. Mình sẽ coi nó nằm đâu nha, PC bạn làm việc YouTube 4. Đây Interburger mình đã có một người bạn tặng mình. Mình này tặng này cho các bạn. Rồi sau khi các bạn tải lên, các bạn sẽ bấm cài đặt. Do cái file này mình đã tải từ cài rồi cho nên nó hơi bị lỗi xíu đó, nó đang chạy lên về giải nén. Rồi sau khi giải nén xong thì bạn cứ vào Win đã cài đặt nè, đó bạn kích hoạt là xong. Vào đây, đây bạn vào đây nó sẽ có cái Win 2.0 nè, đây bạn bấm vào để kích hoạt. Cái này mình đã kích hoạt rồi nên bấm vào mình kích hoạt là bỏ. Đó thì đây là những cái phiên bản, những cái theme của nó mình đã tải thêm. Đó thì sau khi đã có một cái giao diện của Interburger thì bạn vào chữ cài đặt Interburger nè, bạn vào dashboard. Đó nó sẽ có giao diện như thế này thì bạn sẽ bấm vào quyết một cái bài mới. Đó, nó có rất nhiều giao diện thì những cái theme này mình sẽ để dưới phần mô tả video luôn để các bạn tải về và bạn chép vào. Đó thì cái trang web này sẽ cái giao diện của đây thì trang cảm ơn các bạn download nè, sẽ review theo mà đúng không nè. Đó chưa đúng lắm, bạn cũng thể tạo. Đấy với kiếm tiền với sim đa năng. Đây mình sẽ có cái rất nhiều mẫu các bạn, bạn tha hồ mình lựa chọn, chọn cho mình một cái giao diện đẹp để mình có thể làm cái trang chủ của trang web luôn cũng được. Đó thì trong những video trước, những video sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách để chọn cái landing page này để làm cái trang chủ của trang web. Có nhiều trang chủ của trang web giống như là đây, ví dụ như thế giới động nhiều cũng áp dụng nhiều các bạn. Trang Udica nè, đó thì nó cũng áp dụng cái giao diện của landing page, tạo một trang web rất là hoành tráng. Đó, thấy không? Cũng quỷ luôn á. Thì làm sao để viết được những cái bài mà chèn những hình ảnh đẹp thế này thì trong video kế tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để các bạn có thể viết được viết và trang trí một trang landing page như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn xem cái giao diện như thế này. Đây mình sẽ chót đi. Đó thì những cái này có thể bạn chỉnh được, bạn có thể xóa bỏ gọi là chỉnh sửa. Đây ví dụ như cái này là bạn thêm video nè, giờ bạn thêm đây, bạn thêm một khoản nào đó trong này, như trong đây đó, cái này bạn có thể thêm ảnh, ví dụ như chèn ảnh vô đó, thì này khoảng trống đó, những công cụ này rất đơn giản, bạn có thể cài đặt. Rồi các bạn có thể xóa bỏ cái này, ok nè, rồi cái này có gì đúng vào xóa bỏ, ok nè. Cái này cũng vậy đó, thì cái này nó rất đơn giản thôi. Rồi bạn có thể chèn thêm cái này đó, trang chủ nè, nó có hay không có thể xóa bỏ, ok. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ bạn sơ lược về một cái trang landing page. Trong video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để viết từng bài và trang trí một cái trang landing page giống như là cái trang thế này, rồi những cái trang đẹp của kỳ khác nữa. Đây ví dụ như mình sẽ vào một khóa học của Udemy đi. Web siêu tốc nè, đó đây là cũng giao diện của landing page các bạn, thấy không? Rất là đẹp. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Còn cách thứ hai nữa, nó có thể cài trên cái quản trị của tên miền, quản trị của hosting chứ, mình đã lộn. Để đây là có phần quản trị tập tin, mình sẽ vào đây để cài đặt, nhưng mà cái này nó hơi phức tạp hơn. Đó, bạn sẽ lựa chọn cái tên miền mà bạn muốn cài thì bạn sẽ cài thôi, như để biết thằng này. Đây thì nó phức tạp hơn, thì mình sẽ làm một video khác sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài Interburger trên cái trong cái quản trị của hosting. Rồi Quang cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ Thân Nguyễn để mình phát triển mạnh hơn. Thì trang web của mình vừa được liên kết với Google AdSense, nhờ đặt những cái quảng cáo lên đó. Thì các bạn có thể ghé thăm trang web nguyenthan.com, thì bạn click vào xem những quảng cáo này ủng hộ mình đó, thì bạn click vào chẳng ảnh hưởng gì bạn. Nếu bạn có yêu cầu mua thì bạn có thể mua. Đây bạn mở ra, bạn có thể click vào ví dụ như dịch vụ chuyển nhà ở Phú Mỹ nè, đó sẽ mở ra. Đúng rồi, chữ mở ra là nó sẽ ra đó, ở đâu ủng hộ tác giả, click vào trang web. Chỉ cần click vào thôi chứ không cần làm gì đâu, không cần phải đăng ký gì đâu. Rồi tắt đi. Đó, mỗi lần mở ra trang web có nhu cầu bạn xem những cái bài viết trên trang web của mình, thì mình sẽ để cái thiết kế website trên này luôn. Đó, mình sẽ để bên đây, mình chưa cập nhật lên, mình sẽ hoàn thiện hết những cái video của thiết kế web, mình sẽ đưa lên đây cho các bạn xem, và các bạn ủng hộ giúp mình xem quảng cáo. Trên kênh YouTube thì các bạn ủng hộ mình bằng cách là các bạn sẽ bấm vào nút đăng ký, và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký, và trên bên cạnh đăng ký thì nó sẽ có một cái chuông. Đây ví dụ như mình sẽ bấm vào một cái video của một người khác, đây khi các bạn đăng ký thì cái chuông này mình bấm bỏ chuông thì khi mình có video mới thì nó sẽ gửi đến cho các bạn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cả hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.